chẳng wanna be your friend. Lời yêu tôi có từ anh em hay lắng nghe bè. Cho dù anh có trở thành billionaire, thề người anh thương nhau mình chỉ có em hay baby. Anh không muốn làm vang ở đâu, nhưng khủng hoảng và dành cho em but you don't know. Dù bao lâu nay gặp em anh vẫn luôn cố giấu, đến nay anh phải nói vì sao lại mất nhau. Khi mà cả hai ta đều đứng dưới một khung trời, sao mà anh cảm thấy ôi thật xa vời. Anh ghét cảm giác nhớ em khi đêm tới, nhưng chẳng thể nhắn nhớ em lắm em ơi. Nhưng từ giờ sẽ khác, anh sẽ là người hoa, you okay? Mình không còn là bạn, thay vào đó anh sẽ nói xa rằng hey. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.